Những ngày này, không khí sản xuất tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố đang dần trở nên nhộn nhịp và tất bật hơn, như cơ sở phải hoạt động từ sáng sớm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Ghi nhận của phóng viên tại một cơ sở sản xuất bánh khô mè tại làng nghề bánh khô mè Quang Châu, thôn Quang Châu xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Mùa sản xuất lớn nhất trong năm bắt đầu từ rằm tháng 11 cho đến ngày 27 tháng 12 âm lịch. Chủ cơ sở này cho biết trên thị trường có nhiều loại bánh mẫu mã đẹp Tuy nhiên, bánh mang hương vị truyền thống làm thủ công vẫn được người dân ưa chuộng. Để kịp cung ứng sản phẩm phục vụ Tết, mỗi ngày 10 công nhân làm việc bắt đầu từ 2 giờ sáng. Nói chung là cái sản lượng hạ tiêu dùng là lên gấp đau gấp ba. Mỗi ngày là tôi sản xuất ra là 150 ngũ. Tại làng nghề nước mắm Nam Ô, những đơn hàng để các đơn vị làm quà Tết đã được hoàn tất vào trước đó. Hiện các cơ sở sản xuất đang gấp rút ra chai kịp cung ứng sản phẩm cho khách lẻ chúng tôi thì dao động khoảng tầm 25.000 lít khi nam nhưng mà mùa tết thì mùa cao điểm nhất như năm ngoái thì chúng tôi được 6.000 lít Nên năm nay chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 8.000 nhưng mà chắc là hơn chưa thống kê thì tin là sẽ hơn con số đó so với hai năm trước đời sống kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh thì năm nay dịp Tết mức tiêu thụ các mặt hàng nói chung cũng như những sản phẩm truyền thống nói riêng tăng cao. Cùng với việc nỗ lực sản xuất, nhiều cơ sở tại các làng nghề truyền thống đã đẩy mạnh việc đổi mới mẫu mã, cũng như hướng tiếp cận khách hàng. Ông muốn là truyền bá cái cái nghề của cái làng quan trao chị được tốt hơn để cái chị em chị có công an việc luôn. Trong sự phát triển không ngừng của thị trường, những sản phẩm truyền thống vẫn luôn có chỗ đứng riêng và sự đón nhận của khách hàng chính là động lực để người lao động giữ lựa nghề.